nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Xin kính chào toàn thể cộng đoàn tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật tuần thứ tư mùa thường niên. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, cuộc đời của mỗi người chúng ta sống trên trần gian này là đi tìm hạnh phúc đích thực cho chính mình. Tuy nhiên, hạnh phúc đích thực của chúng ta ở đâu? Thì hạnh phúc không phải ở nơi việc chúng ta có nhiều tiền bạc và vật chất, hay là chúng ta đang ở trên những cái địa vị cao của xã hội. Tất cả những thứ đó không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta, bởi vì tất cả những thứ đó có ngày rồi cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Vậy thì đối với một người Kitô hữu chúng ta, hạnh phúc đích thực là ở đâu? Thì toàn bộ lời của Chúa ngày hôm nay sẽ cho chúng ta biết con đường tìm tới hạnh phúc đích thực. Và để con đường đi tìm kiếm hạnh phúc và làm nghe lời Chúa đó, một người chúng ta giờ đây đã thành công cũng nhận mọi nỗ lực được đó để chúng ta bước vào thánh lễ này. Trong thánh lễ ngày hôm nay, xin cộng đoàn cũng hiệp ý với gia đình của Ôn Hoài cầu nguyện cho linh hồn Phaolô, bảy nhiêu linh hồn, tạ ơn Chúa, Đức Mẹ La Van theo ý của anh chị Quỳnh Bình Trinh, hiệp ý với chị Loan, tạ ơn Chúa, Mẹ Maria cầu bình an cho gia đình, với gia đình của anh chị Phước Xuân cầu nguyện cho linh hồn Du Xe, linh hồn cả thai nhi cầu bình an cho gia đình, với vợ chồng của Thảo Liên cầu nguyện cho linh hồn Doan, Anna, Teresa, với anh chị Toàn Diều cầu bình an cho gia đình trong dịp đầu năm mới, với gia đình của anh chị Hiểu Phương, bà ơn Chúa và Mẹ La Van xin ơn bình an cho gia đình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con đã sống vàng bên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban nhân cứu độ cho chúng con. Xin thiên Chúa còn năng và dẫn đưa chúng ta tới chưa sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót.
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài thánh thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em thử nghĩ lại xem, khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Sau những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, mà những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt người. Phần anh em,
Chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Kitô Giêsu, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan xuất phát xuất từ Thiên Chúa. Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Đó là lời Chúa. Quá nghèo, ba mẹ quá khó khăn,
không có tiền đóng học phí, cho nên cậu bé phải đi lượm ve chai để kiếm ngày mấy chục nghìn đồng nộp học phí, để rồi rơi xuống một cọc bê tông tại một công trình và đạt thiệt mạng. Hay là như cách đây 3-4 năm về trước, tại Trường Anh có khoảng mấy chục người Việt Nam chúng ta không chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo mà phải vượt biên giới núp trong thùng một chiếc xe không có nơi đông lạnh, với ước mong đi vào biên giới của Trường Anh và thay đổi số phận. Nhưng mà nghiệp ngã thay, chỉ vì trục trặc một vài phút thôi mà không ra được cái thùng không có nơi đó, cho nên đã bỏ mạng ngay trong chiếc xe đó, vân vân. Có biết bao nhiêu là công việc thương tâm đã để lại khi mà con người chúng ta cố gắng làm việc để vươn lên và thoát khỏi cảnh nghèo. Vì thế cái nghèo là nỗi ám ảnh với con người chúng ta, và ai ai cũng muốn thoát ra khỏi chữ người nghèo. Thì Phật Thích Ca trong cái bài tuyệt pháp đầu tiên mà ngài ra đi rao giảng, ngài nói như thế này: vạn sự là vô thường, vạn sự khổ. Có nghĩa là mọi sự trong cuộc đời này đều thay đổi không ngừng, cho nên mọi sự là đau khổ. Sinh là bệnh và tử, con người sinh ra để rồi ốm yếu, già và cuối cùng làm chết chắc. Và rõ thật là cuộc đời này là bề khổ, và mỗi người chúng ta như là một cánh mèo trôi dạt ở trên đó mà thôi. Còn Chúa Giêsu, tức là bạn chị em, những lời của ngài dường như là đi ngược lại với những cái thao thức vượt lên kiếp nghèo của con người. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những người nghèo và còn khuyên mọi người phải sống nghèo. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Vậy thì chúng ta phải hiểu chữ tâm hồn nghèo khó và ước muốn của Chúa Giêsu như thế nào đây. Thực tế chúng ta cần phải biết rằng nghèo không đương nhiên là khổ. Đã đăng rằng nghèo và khổ là đi đôi với nhau, nghèo khổ người ta hay gọi như vậy. Nhưng mà có những người nghèo về của cải vật chất, nhưng mà họ lại giàu có về tinh thần. Họ vẫn bình an, họ vẫn có một cái nhìn hạnh phúc về những gì mà họ có. Và hơn nữa, những người nghèo lại là những người có một trái tim nhiệt sáng sẻ với những người cả hơn, những người giàu. Trái lại, sự giàu có cũng không tất nhiên đem lại hạnh phúc cho những người sở hữu nhiều tiền bạc vật chất. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta những ngày trước Tết thôi, biết bao nhiêu người đã bỏ tiền bỏ của để mua chất này chất kia và leo lên trên những cái ghế thật là cao của đất nước Việt Nam chúng ta, và vì cái địa vị đó, vì cái quyền lực đó mà họ đã lướt qua biết bao nhiêu là tài sản của nhân dân, để rồi ngày hôm nay khi vừa vào vòng lao lý tự hỏi những người đó có hạnh phúc hay không, hay là bây giờ đang phải ngồi trong cảnh thấp thỏm lo âu đợi chờ không biết ngày nào mình sẽ trả lời được công lý đó. Chúng ta thấy giàu có chưa chắc đã làm hạnh phúc. Thì chúng ta thấy thực sự là cả Đức Phật và Chúa Giêsu không muốn con người chúng ta phải rơi vào cảnh từng tuần nói rất, và các ngài cũng không có chủ ý đề ra một cái lý thuyết về hạnh phúc và đau khổ, mà đang chia sẻ cho chúng ta một cái kinh nghiệm sống của chính cả ngài mà thôi. Thì kinh nghiệm của Đức Phật là kinh nghiệm của một con người đạt tới chân tu, vượt ra ngoài thế giới vô thường của những cái đam mê mù quáng, của sự phân chia đối kháng giữa giàu và nghèo, giữa sướng và khổ, giữa những thành phần cấp trên và những hạng cùng đinh. Còn kinh nghiệm của Chúa Giêsu là kinh nghiệm của một người thấy được sự tồn tại ở trong cái mất mát đi, thấy sự sống ở trong cái chết. Đức Phật chỉ nói lên cái lý do, cái nguyên nhân làm cho người ta khổ,
nhưng mà Ngài không bao giờ lên án cuộc đời. Ngài trong đó chỉ là một cái bề khổ mà thôi. Chúa Giêsu cũng không bảo rằng muốn hạnh phúc thì phải là kẻ khổ đắc đạo. Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống trong cảnh bình an. Do đó trong bài thánh vừa hôm nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu qua lời của thánh Matthew đã đưa chúng ta hiểu thêm được đời tức là tạm mối phục thần. Từ đó có câu: không phải ai có tâm hồn nghèo khó. Có tâm hồn nghèo khó là như thế nào đây? Thì khi nói người nghèo khó ở trong tâm hồn thì thánh Matthew muốn nói về những người thiếu khổ về cả khía cạnh tinh thần. Từ đó những đức tính mà Chúa Giêsu đưa ra trong tạm mối phục thần như là nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, công chính, tỏ thương người, sống trong sạch, vân vân là những đức tính cần phải có của những người thuộc về Thiên Chúa, và họ sẽ được gọi là những người nghèo của Thiên Chúa. Người nghèo của Thiên Chúa không phải là những người có đời sống vật chất khó khăn tổn quần, mà là người trước hết hoàn toàn tin tưởng bỏ hát cậy trông ở nơi Chúa, biết sống trong Thiên Chúa và cho anh chị em của mình lấy Chúa làm gia nghiệp, luôn sống trong tình yêu đời anh chị em đồng loại, và thật khi điều đang quan trọng nhất là để Chúa yêu người. Đó là người nghèo của Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta thấy các vị thánh trong giáo hội của chúng ta, ví dụ như thánh Thomas Aquino mà chúng ta mừng lễ cái tối, xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có, nhưng mà Ngài đã không vì do cuộc cải vật chất và địa vị của mình và đó chi phối, và Ngài đã từ bỏ tất cả những thứ đó để đi tìm một cái hạnh phúc đích thực hơn, đó là Chúa Trời. Hay là thánh Francisco khó khăn, Ngài cũng là một con người nghèo khó, nhưng mà Ngài cũng bán hết tất cả những gì mình có phân tặng cho người nghèo để trở nên sống một người nghèo. Đó là những vị thánh mà chúng ta thấy họ đã sống tạm mối đích thực rất là tuyệt vời, và điều đó mà họ đã tìm thấy hạnh phúc đích thực là sự Thiên Chúa là Chúa Trời. Để tôi có thể cộng đoàn, Chúa Giêsu là hiền thân của Chúa Cha, và Ngài là hạnh phúc đích thực. Người cũng muốn chúng ta có được hạnh phúc, cho nên đã có vạch ra cho chúng ta một con đường tạm mối phúc thực để tất cả chúng ta đi theo và trở thành những con người hạnh phúc. Bởi vì một bài chia sẻ như thế trong ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cực cầu cùng với Thiên Chúa. Xin Chúa đang một người chúng ta hãy nói theo các vị thánh. Chúng ta đừng bám víu quá nhiều vào của cải vật chất, nhưng hãy sống một tinh thần nghèo khó bằng cách là điểm cho đi, bằng cách là phải yêu mến anh chị em đồng loại và san sẻ những gì chúng ta có cho những người còn thiếu thốn, và chúng ta sẽ thấy được cái tâm của mình sẽ bình an và hạnh phúc. Chúng ta xin cảm thánh, xin Đức Mẹ cho mỗi người chúng ta để một ngày chúng ta đạt tới cái lý tưởng hạnh phúc mà mỗi người chúng ta đang theo đuổi trong năm mới này. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa làm cha bọn dân, sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ
an. Anh em hãy biết hoàng hiền như cha anh em trên trời là đứng hoàng hiền, và con đường để ta hoàng hiền mình một ngày là con đường đạo mối phúc thần. Và chúng ta là ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta một con đường để đạt tới sự hạnh phúc đó, và chúng ta cùng chịu trách nhiệm trên trời. Đức Giêsu kêu gọi, anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh, biết luôn cư xử hiền hòa, nhân ái và khiêm tốn của những người họ gặp được. Chúa ơi, xin mẹ của một số Kitô hữu mà nhiều người cũng muốn trở nên môn đệ của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa hướng cải hóa chúng ta trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa là tình yêu. Chúa ơi, xin nghe lời chúng con hiền đạo. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, sống tinh thần nghèo khó của tin mừng phải là lý tưởng của người Kitô hữu trên khắp toàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cả tín hữu được luôn yêu mến tinh thần nghèo khó của tin mừng như Đức Giêsu đã dạy. Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sĩ chúng ta được phổ sống bạn ái yêu thương luôn nhiệm chức và đoàn kết xây dựng hòa bình nơi mình đang sống và lao động, nhờ đó mà được Chúa chúc lành. Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu. Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng nhiều mong muốn được hạnh phúc lâu dài, nhưng trong thực tế hạnh phúc mà chúng con đang có rất mong manh. Vậy xin Chúa cho chúng con hiểu rằng hạnh phúc chỉ thực sự bền vững khi sống theo lời Chúa dạy, đặc biệt lời Chúa trong bài giảng trên núi: Chúa hằng sống và hiện hiện muôn đời. Amen. Thank you.
là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ rồi thay Cha, để ta cùng thông minh danh Chúa và nuôi cho chúng ta cùng con lễ hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành mỹ tinh đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cha ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúa làm hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa chúng ta, thần là thiên ca. Lạy Chúa là Cha trị thần, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động. Và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không nhận cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm được sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tôn hô Chúa rằng: yeah.
chén đúng đồ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần trước tôn ngang và phụng sự Chúa. Chúng con ra việc này xin Chúa cho chúng con khi không phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để tiền toàn hội thánh trong đất mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là những linh hồn mà chúng con xin dâng lễ hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi đến trong tình thương của Chúa. Xin cho hiện thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, cả Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi dân chịu và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lành Chúa cứu thế và theo thể thân người này chúng ta dâng nguyện rằng Xin thương xót chúng
Thank you.
con ông Phạm Đăng Xuân và bà Bùi Thị Hoàng, nguyên quán của tỉnh Nghệ An, muốn kết hôn theo hình thức chuẩn hôn nhân khả thảo với chị Catalina Cao Thị Mỹ Sương, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1998. Con ông Đi Đe Cao Khởi đã qua đời và bà Anna Nguyễn Thị Anh thuộc giáo họ Hương Hòa, giáo xứ Hương Phú, Phật giáo Phật Huế. Ai biết hai chị này có điều gì ngăn trở, xin thông báo cho quý cha trong thời gian sớm nhất. Đôi thứ hai, con Paulo Nguyễn Văn Thuần Tân Tòng, sinh ngày 19 tháng 3 năm 1996. Con ông Nguyễn Văn Tiến và bà Hoàng Thị Minh Nga, giáo họ Hương Giang, giáo xứ Hương Phú, Tổng giáo Phật Huế, muốn kết hôn với chị Anna Hồ Thị Đức Hằng, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1996. Con ông Paulo Hồ Phước Trung và bà Isabel Nguyễn Thị Mỹ Dung thuộc giáo họ Hương Giang, giáo xứ Hương Phú, Tổng giáo Phật Huế. Trao lần thứ nhất, đó là phân phối và thông tin liên quan trong cuộc này. Thực hiện là con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi thành phần nhân Chúa đã có phần đem lại những ngày lễ Tết cho chúng ta thì rất là vui vẻ và cảm giác chung là thành công, đem lại niềm vui không những cho bà con trong hai giáo họ, trong giáo xứ mà cho những anh chị em lương dân. Cảm ơn các đặc biệt, các riêng, cảm ơn các xóm trưởng, các mẹ, các bạn xóm, bác phụ vụ đã hy sinh những ngày Tết để phục vụ cho chúng ta có được những niềm vui chung. Thì tất cả chúng ta đều tạ ơn Thiên Chúa. Thì từ câu thì đã hết rồi, đã hết rồi. Còn nói là đầu năm thì câu là xui, mà con thấy bà con mình làm thì câu là hết. Chẳng bỏ là bởi vì là nhiều người cũng phải số, không phải cũng đặc biệt nữa. Giống như là ăn Diệp là những cái đặc biệt. Rồi về ăn Yến, đúng cái nhất thì ăn thịt trâu đã hên một chui mốt nên bà con mình sang năm ăn thịt trâu mà hơn một năm vào đây thì cũng được người già Chúa ở cùng anh chị em à, ở cùng cha thiên nhiên của toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em à. Xong chúc anh chị em đi bình an. Xin cầu cho chúng con.